Em xin chào cả nhà đang xem video. Trước mặt chúng ta là khu đất dịch vụ đồng Đông Y thuộc xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Khu đất đây còn là khu đất đấu giá nha cả nhà. Đây, lô đất của chúng ta rất là đẹp luôn, với diện tích là 110 mét vuông đấy, không lỗi lầm gì luôn, từ cái bánh xe cái đến này luôn cả nhà, không lỗi lầm gì luôn, là ô số 3 tính từ lô góc, và đây là ủy ban xã Thanh Trù này, rất là đẹp luôn. Nằm cách ủy ban xã Thanh Trù có 10 mét thôi cả nhà. Đây, ủy ban xã Thanh Trù đây. Vị trí rất là đẹp luôn. Đây, cổng trường học đây. Cổng trường học Thanh Trù đây. Đấy. Cấp 2 nhá cả nhà. Cổng trường cấp 2 luôn. Rất là đẹp luôn. Ô số 3 tính từ lô góc. Ô này thì hiện tại đang rẻ nhất khu đã khu này luôn. Tại vì là với diện tích là 110 mét vuông. Mặt tiền 6 mét xây nhà quá đẹp rồi. Rất là đẹp luôn. Kia là đường Nguyễn Lương Bằng luôn, băng 2 của đường Nguyễn Lương Bằng, trục chính liên xã mà em vừa quay video trước đấy ạ. Và đây là ủy ban này, tiềm năng đầu tư hợp lý, tại vì 1 tỷ 3 là chúng ta sở hữu đất này rồi. Rất là đẹp luôn, 110 mét vuông, mặt tiền 6 mét, xây nhà quá đẹp, dân cư ở ấm rồi. Và phía sau kia chính là khu đô thị Lam Vĩnh Yên, thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đấy, kia là đường 24m, băng 2 đường 24m tất cả nhà. Bên này người dân đã xây kín hết rồi này. Đấy, người dân đã xây kín nhà, rất là đẹp luôn. Và cảm ơn cả nhà đã xem hết video của em Nhung. Nhớ đăng ký kênh để xem video vào 8 giờ tối hàng ngày. Và em xin kết thúc video tại đây. Tất cả đất em Nhung quay thì đều đã có sổ đỏ đầy đủ pháp lý rõ ràng. Kia là đường 24m của khu đô thị Nam Vĩnh Yên. Chúng ta đi thẳng đường này ra là đường 24 này. Đấy, ô đất vị trí đẹp. Ô số 3 tính từ lô góc hướng đông bắc mà lại còn gần ủy ban xã Thanh Trù, băng 2 đường Nguyễn Lương Bằng, gần trường cấp 2. Vị trí rất đẹp luôn. Và em xin chào cả nhà.